Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn chữ U, nhưng mà đây là ba gian thôi các bạn nhé. Và cái mẫu này thì bạn ấy tự xây, không có bản vẽ thiết kế. Và đặc biệt cái mẫu này có rất nhiều điều mình muốn rút kinh nghiệm với những bạn chuẩn bị làm nhà, để mong các bạn không mắc phải cái nỗi này. Cái đầu tiên các bạn nhìn thấy bên ngoài thì bạn ấy mô phỏng ba cái mái ở bên trên cũng là ba gian. Đó. Làm như vậy thì nó cũng rất là tốn kém. Các bạn chỉ thể hiện cho mình hai mái hai bên và chữ U 5 gian ở giữa thôi. Đó. Và cái điểm yếu nữa là cái sảnh chính giữa bạn ấy làm thụt quá. Bây giờ ở bạn ấy mới thấy những cái bất tiện của nó. Thứ nhất là hắt nước và nắng quá nhiều vênh hết cửa, nước mưa thì hắt vào tận trong nhà. Nếu các bạn đang thích cái mẫu giống như vậy thì các bạn nên đổ cái hiên ở phía trước đua ra, che hết cái bậc sảnh của mình nhé. Và để che thêm nữa thì các bạn có thể làm sảnh kính. Và mình cũng vừa chia sẻ cho bạn ấy cái cách khắc phục để tránh ướt và tránh nắng. Nếu bây giờ đập đi thì nó rất là vô lý. Chỉ còn cách thêm cái sảnh kính vào. Đó. Mình khi đi quay nhà thì mình cũng thường xuyên rút kinh nghiệm để các bạn chuẩn bị làm nhà. Các bạn biết được những cái điểm yếu để không mắc phải nữa. Và cũng thường xuyên chia sẻ với chủ nhà những cái giải pháp để mà khắc phục đơn giản nhất và thuận tiện nhất để các bạn có thể làm được các bạn nhé. Đó, mời các bạn tham quan một chút cái khung cảnh sân vườn nhà bạn ấy này. Rất là rộng nhưng mà làm ngôi nhà bị thiếu. Nếu bạn thích cái mẫu chữ U 5 gian này, bạn chỉ cần thể hiện 3 gian giữa cho mình là 9m, 2 gian hai bên, mỗi gian 4m. Như vậy là 9, 8, 17 hoặc 16 các bạn rút bớt lại, 3 gian giữa là phù hợp các bạn nhé. Khi các bạn thiết kế 3 gian giữa, bạn phải hình dung là mình sẽ kê ở trong đó là ba gian, gian chính giữa là phòng thờ, hai bên là sập gụ, tủ chè, rồi là trường kỷ. Đó. Nếu bạn nào yêu thích cái mẫu cái nội thất như vậy thì các bạn hãy thiết kế ngôi nhà hình thù như ngôi nhà này. Đó, và mở cái sảnh ở chính giữa nó thật to ra. Nó phải được 9 mét mà tối thiểu là 7 mét các bạn nhé. Chứ còn cái này thì đang bị thiếu mất 1-2 mét thôi. Bạn chủ nhà cũng rất là tiếc. Và bạn ấy cũng chia sẻ luôn mà nếu bây giờ mà được làm lại thì bạn sẵn sàng mua cái bản vẽ thiết kế. Đó. Khi các bạn xây nhà, cái bản vẽ thiết kế nó không đáng gì cả so với số tiền. Nhưng mà xây xong rồi không thể sửa được nữa đâu các bạn ạ. Đất thì rất rộng mà tiền thì cũng không phải là ít khi mà xây cái ngôi nhà như vậy đâu các bạn nhé. Và kể cả những cái đường trang trí của ngôi nhà này thì cũng hơi rườm rà, các bạn tham vọng nhiều quá. Các bạn thấy ngôi nhà có cái khoảng đất rộng và đẹp không ạ? Và cái thế của ngôi nhà cũng đang rất là đẹp, gối sơn đạp hải. Phía sau là đồi cao, phía trước là view hồ, rồi view cánh đồng này. Các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Nhưng mà rất là tiếc khi mà bạn ấy xây nhà không có một cái sự tư vấn nào. Và không có bản thiết kế và cũng không có tư vấn. Nếu các bạn chuẩn bị làm nhà, cần tham khảo nhiều mẫu thì hãy đăng ký kênh của mình. Cần được tư vấn miễn phí, hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ chia sẻ và tư vấn miễn phí với các bạn. Nếu bạn nào cẩn thận hơn, có nhu cầu thiết kế chuẩn đẹp, khoa học, sắp xếp trong ngôi nhà thật khoa học và thật phong thủy, phù hợp với phong thủy thì cũng liên hệ với mình. Mình sẽ đến trực tiếp tại nhà và tư vấn chia sẻ cho các bạn. Ở đây, bạn ấy mô phỏng ngôi nhà ba gian, thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Đó. Tổng chiều dài của bạn ấy là 6m8 mà 14m2, chỉ cần thêm 2m nữa thôi thì ngôi nhà này sẽ rất đẹp các bạn nhé.
Và khi thiết kế cái trụ này, các bạn đẩy sang hai bên một chút nữa, đẩy thụt vào khoảng 30 cm nữa đây, để khi cái cửa của chúng ta đi ra nó phải có cái độ cua mềm một chút, chứ không nên để cái cột nó thò hẳn ra cái mép cửa như vậy, nó sẽ không thuận tiện cho chúng ta trong quá trình giao thông. Đây, khi vào phòng khách các bạn có cảm nhận được mỗi bên chỉ cần thêm 1 mét nữa là cái phòng khách rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, bạn ấy thiết kế hậu cung như vậy là chuẩn rồi. Nhưng cái điểm mà cần rút kinh nghiệm với các bạn này, khi thiết kế hậu cung á, thì cái hậu cung phải được nằm ôm trọn ở trong cái hậu cung, cái án gian phải được nằm ôm trọn trong cái hậu cung các bạn nhé, không nên xít quá như vậy đấy, để tránh những cái dầm ở bên trên nó đè lên. Khi thiết kế ngôi nhà thì mình rất quan tâm đến phong thủy, rồi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà. Chính vì vậy bạn chuẩn bị làm nhà hãy gọi cho mình để mình tư vấn và thiết kế. Ngôi nhà này thì cũng giống như những ngôi nhà chữ U khác. Hai vế hai bên là hai phòng ngủ, mỗi phòng từ 18 đến 16 mét vuông. Phòng ngủ thì rất là rộng. Đó. Và phía bên này cũng như vậy. Và đây bạn ấy để một cái trục giao thông đi xuống khu vực bếp. Khu vực này có chiều rộng là 1,2 mét. Và khu bếp của bạn ấy thì rất là rộng, ở nông thôn khu bếp như vậy là rất là rộng và thoải mái. Đó. Và để bếp ở vế bên trái như vậy là được rồi. Và phía bên kia thì bạn cũng có hai phòng ngủ. Đó. Hai phòng ngủ thì diện tích cũng như nhau, từ 16-18 mét vuông và có một WC. Đó. Cái WC này thì các bạn cũng không nên thiết kế ở bên phải. Toàn bộ WC, đường nước, nhà bếp các bạn nên để bên tay trái của ngôi nhà là đẹp nhất các bạn nhé. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay và hữu ích với các bạn, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu nhà mình chia sẻ và những cái kiến thức mình chia sẻ trên kênh. Cần tư vấn thiết kế hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà tư vấn phong thủy, thiết kế cho bạn một ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm. Chúc các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.